chào tất cả khán giả của Cà Phê Sáng với VTV3. Có vẻ là ngày hôm nay thì Cà Phê Sáng đã cho tôi một nhiệm vụ, và nhiệm vụ của tôi là phải tái hiện lại một bản nhạc. Tôi nghĩ là việc mà tôi nên làm đầu tiên là phải tìm hiểu xem đoạn nhạc này được sử dụng bao nhiêu nhạc cụ kìa đã. Mi 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 only mi 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 sexy mi 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 mi. Đoạn nhạc này sử dụng bao nhiêu nhạc cụ? Có hai cây đàn, guitar, cá rồng, trống ạ, piano ạ, sáo, organ, gan và bộ gõ. Một là guitar điện, hai là bass, và ba là trống. Em nghĩ là chỉ có một được. Đã đến lúc chúng ta đi tìm câu trả lời. Đối với em, fingerstyle là một nghệ thuật chơi guitar rất là quyến rũ, có thể phá cách. Bắt đầu vào chơi fingerstyle luôn. Đầu tiên là mình lên mạng tìm hiểu về những cái cơ bản nhất về đàn. Sau đó mình cứ thế mình tự tập các cái bài bản nhạc này. Thể loại âm nhạc percussive fingerstyle guitar, gọi tắt là fingerstyle, là một thể loại mới trên thế giới, xuất hiện từ cách đây khoảng 30 năm và mới du nhập về Việt Nam khoảng 4 năm trở lại đây. Người Mỹ nhận mình là cha đẻ của dòng độc tấu percussive fingerstyle guitar này. Thời gian đầu, fingerstyle chỉ phổ biến ở Mỹ và châu Âu. Đây là một thể loại guitar cổ điển rất học búa. Gảy cổ điển đã khó, vừa gảy vừa đập fingerstyle còn khó hơn nhiều. Chỉ một chiếc đàn guitar mà khi nghe, người ta ngỡ như cả một bản nhạc. Fingerstyle thứ nhất là nó mang lại niềm vui cuộc sống. Bởi vì đơn giản là chúng ta mỗi người đều có một cái sở thích riêng. Thì khi mà mình có thời gian rảnh, mình dùng thời gian chơi đàn. Không đơn thuần là chỉ là gảy dây hay quạt thông thường, mà có thể sử dụng tất cả các bộ phận của guitar để tạo thành âm thanh. Nó khiến cho bản nhạc trở nên phong phú, đa dạng hơn. Hồi đấy mình mất khoảng mấy tháng để thuộc một cái bản nhạc đấy. Đánh nhuần nhuyễn thì nhưng mà lâu nữa. Ít các bạn nữ theo đuổi bộ môn fingerstyle này, đó là rất ít bạn gái có thể vứt bỏ được cái sự nữ tính của mình để mà đập gõ những động tác rất là mạnh mẽ trên cây đàn. Khi mình bắt đầu tập môn này nó rất là khó. Việt Nam thì chưa có một cái trường học nào dạy fingerstyle. Học qua mạng, tôi chụp lại các clip nước ngoài của thể loại này để đánh theo, chính là cách mà các bạn trẻ Việt Nam học fingerstyle. Và có lẽ cũng từ những khó khăn ấy, đây lại là cơ duyên đưa những con người yêu thích thể loại fingerstyle guitar đến với nhau. Tiên là mình đánh được bài đấy thì mình làm clip hướng dẫn chơi bài đấy, post lên trên YouTube cho các bạn cũng tập chơi, các bạn có thể tham khảo. Xong rồi các bạn mới đề nghị mình là được đến tận nơi để trực tiếp mình hướng dẫn. Mình mới muốn tập hợp các bạn đấy lại, lập ra cái câu lạc bộ đầu tiên về fingerstyle guitar tại Việt Nam. Không chỉ có những hoạt động giao lưu, biểu diễn để cùng nhau trao đổi học hỏi, nâng cao kỹ thuật, fingerstyle Việt Nam còn từng tổ chức khá nhiều buổi concert hay cuộc thi dành riêng cho thể loại này với mong muốn nâng tầm fingerstyle Việt Nam lên chuyên nghiệp. Mỗi lần mình gặp một bài khó thì mình sẽ luôn cố gắng, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến bài đấy thôi, và cứ rảnh ra, cứ có thời gian là lại ôm đàn tập bài đấy, và mỗi ngày thấy có một sự khác biệt, một sự tiến triển, lại là mình thích thú hơn, và mình luôn nghĩ đến một cái ngày mà mình có thể chơi hoàn toàn cái bài đấy một cách hoàn thiện nhất, luôn lấy đó là mục tiêu phấn đấu. Điểm đặc biệt nhất của fingerstyle guitar có lẽ là không gian sáng tạo không giới hạn. Âm thanh được tạo ra bởi cây đàn đơn sơ này chính là trí tưởng tượng của người chơi. Thực sự là nó làm cái cuộc sống của mình khác hoàn toàn, mình như là trở thành một cái con người khác. Cuộc sống mình giống như là một cái cuộc phiêu lưu ấy. Mình thấy mình như là kiểu siêu nhân, mình có những cái khả năng mà từ trước giờ mình chưa bao giờ phát hiện ra.